20 ha, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng app Fair để sử dụng 4G miễn phí. Thì đầu tiên mọi người truy cập vào link 4G miễn phí.asia, đây là website của bên mình nha. Mọi người lúc mọi người đăng ký tài khoản để vào thì mọi người ở đây đã có gói test cho người dùng mới miễn phí rồi, hoặc mọi người có thể sang đây mua gói dịch vụ 0 đồng và các gói dịch vụ khác, mỗi gói sẽ có mức giá riêng nhưng mọi người sẽ được dùng test miễn phí nha. Gói dịch vụ của tôi đây. Kế tiếp là mọi người vào App Store, mọi người tải app tên là Fair, F-A-I-R, khoảng trống VPN. Tải về hả mọi người? Đây, xong sau đó mọi người ấn mở app Fair VPN. Ở dưới góc phải màn hình có chữ VPN hình lá diều đây, mọi người ấn vào. Ấn OK ha, xong sau đó mọi người ấn VPN config. Đây mọi người quay lại web, mọi người ấn vào nhấp vào đây để đồng bộ máy chủ, ấn sao chép liên kết. Xong mọi người đẩy vào. Để vào đây, ấn OK đồng ý. Đây. Xong sau đó mọi người bật lên. Và cho phép cấu hình, ấn cho phép. Lúc này mọi người sẽ ấn mật khẩu của điện thoại để cấp quyền cho VPN truy cập 4G. Đây, mình tắt wifi nha. Đây, mình qua YouTube mở cho mọi người xem thử ha. Bắt đầu giao dịch với Olimtrade, chọn từ nhiều loại tài sản, mở giao dịch bắt đầu từ một nhóm từ một túi quần áo của thanh niên massage mà mò lên sân thượng, đang bực mình gọi điện cho người yêu không được thì lại có thằng đi tới tiếp tế xuống, anh cầm súng trên tay, anh cây bách không sung sướng với em, nhiệm vụ là lôi thần hỏi mày có 10 điểm gì vip nhắm tới những trò quậy tái xuất khiến giang hồ chìm trong bể máu, anh ta là ai? Và bây giờ mình sẽ thử tắt app đi nha, chứ để mọi người nói không phải do app có 4G. Đây, tắt app đi, ấn vào, hoàn toàn không có 4G nha mọi người. Bây giờ mình mở app lên lại, có nghe 4G để dùng. Xin chào, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe. Cảnh sát vẫn đắn trên. Đây, app tên là Fair nha mọi người. Và website cung cấp cái link đó của bên mình tên là 4G miễn phí.asia. Bên mình có rất nhiều gói cước, mọi người có thể tham khảo và ủng hộ bên mình. Rất là nhiều gói cước luôn, với mức giá khác nhau và thời hạn sử dụng khác nhau. Nhưng mọi người cơ bản sử dụng một mình hoặc để dùng với cùng một người khác thì mọi người có thể sử dụng gói cước 6.000 đồng một tháng, rất là rẻ luôn mọi người. Tại vì mọi người bỏ hàng trăm nghìn một tháng ra để mua 4G của nhà mạng thì mọi người có thể sử dụng của bên mình 3 tháng thì 12.000 đồng. À, mọi người lưu ý nha, lúc mọi người có cần hỗ trợ gì đó thì mọi người nhắn tin cho bên mình. Zalo của bên mình đây, lúc mọi người có cần hỗ trợ gì đó mọi người có thể nhắn vào Zalo của bên mình sẽ có người hướng dẫn ha. Rất là nhiều gói cước với giá cực kỳ rẻ, mọi người chỉ cần đăng ký nền xong sau đó mua cái đường link bên mình hoặc là sử dụng miễn phí của bên mình đều sử dụng được. Người cảnh sát da đen này, anh ta bất tỉnh trong một quán bar, ông tiếp tục bảo vệ thị trấn không delay, không của mọi người. Anh lập tức đến nói với phó cảnh sát rằng mình sẽ vào khu rừng. Đây, ở đây mình có miễn phí cho mọi người 2 server ha, một server tại Việt Nam và một server ở Singapore. Mình thử chuyển qua server Singapore cho mọi người dùng thử nha, xem thử nha. Bốn người này là bộ tứ siêu đẳng, không đứng về phía các nạn nhân. Thì ra chính phu nhân là người dọn dẹp vật ngắn đường cho tay ủy viên. Bà ta đã thuê người giết hết những kẻ có 180 tỷ won mà người bộ. Bấy giờ ngày công tố mới biết được viện trưởng thế chế kinh tế hạt giống từ chính từng sống nhờ vào việc trộm cắp cùng nhau. Chỉ là website của mình nha, 4G miễn phí.asia. Mình vừa hướng dẫn sử dụng cho mọi người, mình cảm ơn.